Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan vs Zombie phần 2. Thì nếu anh em nào thích hãy để cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Rồi anh em, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Ở đây ta sẽ có cái Zombosium. Rất là nhiều con ở trong đấu trường anh em ạ. Rất là đẹp, Medusa, Gladiator, zombie rất là đẹp luôn. Thì link tải tới game này mình sẽ để phía dưới phần mô tả và phần comment để cho anh em nhé. Đây, link tải này là phiên bản mới nhất 10.2.2 anh em nhá. Anh em có thể kéo xuống dưới này. Anh em cần tải mình hai cái file đó chính là file APK và file pp.dat. Ok. Rồi anh em ơi. Ở đây Plan Vista đúng rồi, đây anh em tải mình hai file nhá và làm theo hướng dẫn ở đây. Ok, thì tải cái file này thì anh em sẽ ấn vào file tải về này. Đấy. Và ở đây nếu mà có một cái vài phần bắt yêu cầu anh em tìm mã thì anh em mới tìm nhé. Đây là mình nhập quá nhiều mã rồi nên nó bắt mình không có mã. Ấn một nút này là download là về nhé. Rồi mình sẽ cùng thử xem chơi như thế nào nhé. Hôm nay là chơi có sự kiện gì không? Ok. Rồi. Chúng ta sẽ có cái laser beam ở bên này. Today nhẹ nhàng. Cho ấn X này đi. Tôi sẽ chơi event nha. Event Pinata Party để xem có cái gì hay, có cái gì hot. Hôm nay không chơi được Jurassic World game anh em ạ. Ôi, đang chơi quả chuối đây. Ôi, vãi. Quả chuối mà quần đùi bơi anh em ạ. Quả chuối và cây khế. Mình hay gọi là cây khế, ngày xưa mình hay gọi là khế. Thật ra nó không phải là khế. Mà thực ra nó là khế thì phải. Chuối. Chuối. Ok bạn ơi. Ôi, xôi ơi. Ngôi sao phương Nam luôn. Chất lượng thế nhỉ. Ok, cái này là max level 200 nên nó rất là khỏe, rất là bá anh em ạ. Bá đạo lắm. Và đây bạn trẻ ơi, mình sẽ để ở phía giữa này là cực kỳ là hợp lý luôn nè. Sao lắm khế thế. Nó không nhìn thấy cái gì luôn anh em ạ. Chuối và khế. Một bộ đôi kết hợp nó gọi là đỉnh chóp luôn thôi. Không có gì bất khả thi cả. Chuối là bán được tất cả mọi nơi luôn ạ. Quả chuối lâu lắm mới được sử dụng đấy. Phải nói cực kỳ lâu. Quả chuối này lâu lắm rồi mới được sử dụng. Quả khế này cũng rất ít khi dùng anh em nha. Xô. Ui. Ui. Rồi. Hai nghìn năm trăm coin ở đây. Kìa khỏe, kìa bá đạo. Từ từ mình tắt cái video bên TikTok rồi. Bên này đi à? Là có thể ổn áp hơn. Ở replay, ô đây rồi, đấu với Medusa. Đấu Medusa là toang anh em. Lâu lắm mới được đấu với Medusa. Toàn pháo hạng nặng anh em ạ. Xịn xò thế nhỉ. Có Medusa không? Tôi có không được chọn cây cơ. Cây này may nó cũng khá khỏe. Nhưng mình đặt đây thì mình sợ nó khỏe quá. Nó khỏe quá mất thôi. Nhờ. Cái này nảy, đạn nảy này nó cảm giác nó chậm phải cả đạn luôn. Cái này là cái óc chó nổ anh em ạ. Óc chó nổ anh chắc anh em cũng ít khi được nhìn thấy. Ít được khi được chiêm ngưỡng thấy cái óc chó nổ này. Không nhiều đâu. Nó còn không phá được nổi cái óc chó nổ này thì đánh sao đúng không? Thì tuổi gì vào đây rồi anh em đặt ở đây. Ui bọn này là bọn La Mã anh em ạ. Quân đoàn La Mã nổ đi bạn ơi, chứ cái này nó cứng lắm, tôi cũng không biết làm nào, thật sự không biết làm nào luôn.
khi còn còn mặc giáp vào nữa thì đội quân này không không đủ sức để đấu với mình em ạ nhé. Đội quân này không đủ sức đối với tôi luôn, đó là điều chắc cú luôn. Nó còn chẳng phá được cái lớp giáp đầu tiên này thì đánh cả ngày, nó quá cứng rồi, quá cứng đi chứ chứ không phải là cứng đâu. Uầy, mà hơi lâu nhé, một trận này không dễ không nhanh đâu. Ok rồi anh em ơi, rồi để rồi anh em. Quá khỏe. Lấy hai cái này luôn anh em nhá. Không cần nhiều anh em nhá. Next level xem nào. Rồi anh em ơi. Mình sẽ đánh gì đây? Mình sẽ sử dụng cây gì bây giờ? Cái này là các cây cây của quả. Bọn này không có vấn đề gì lắm. Và bọn này cũng khá là yếu nên mình nghĩ mình sẽ chọn cây khác nhé. Đây, wasabi. Wasabi thích lắm. Động điện này. Những cái này cổ quá rồi anh em ạ. Năm 2017 năm con hổ và năm con mèo thì cứ chưa tạo con mèo rồi, có này thực ra là con mèo rừng, thực ra nó là hổ anh em, mèo Kitty dạng này, dạng mèo Kitty. Thế thì nếu mà dùng cái này thì sử dụng cái cây ấy nha. Rồi chúng ta dùng cái này đi đi, còn cây khỏe và cây xịn thôi, còn cây khỏe và sức xịn sò con bò luôn. Chọn cây gì đây, đấm bốc à? Full cây à? Tôi cũng không thể chọn thêm nữa. Ok. Rồi. Cái này thực ra cũng cũng dễ thôi, không khó đâu. Mình sẽ đặt ở đây thì nó sẽ cả cả trên cả dưới đều được hết. Hả? Sợ, chắc mình sẽ chơi nguyên bộ này đi. Cho nó xịn anh em ạ. Cái này đặt đây, đặt đây, đặt đây. Thật ra là đặt đây thì cũng được, mà không đặt đây thì cũng chẳng vấn đề gì. Đặt đây thì nó sẽ là lan tỏa tới tất cả mọi người luôn. Ở chỗ này không chưa có cây à? Cái này có thể kéo nó xuống dưới 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 mộ ui, nổ chết luôn anh em ạ, ảo ma thật sự luôn. Ủa mắc rồi đây này, khỏe quá anh em ơi. Chuyến anh em quá khỏe quá mạnh rồi. Rồi xin chào và hẹn lại anh em nhé.